Chào bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái món bông lan chuối nhé. Đầu tiên là mình sử dụng 3 quả chuối, các bạn có thể sử dụng chuối tây nhé, chuối tây chín hoàn toàn ấy. Sau đấy mình cho 150g đường nhé. Các bạn dùng máy đánh trứng để đánh cho chuối nó hòa quyện và nó nhuyễn ra nhé. Nếu mà không có thì các bạn có thể dùng cái dĩa, các bạn dầm nhuyễn cái phần chuối là đường nha. Sau khi chuối đã nhuyễn thì bắt đầu mình cho thêm 3 quả trứng gà vào. Cho thêm 100g dầu ăn. Một trăm gram sữa tươi không đường. Bây giờ mình cho 190g bột mì nhé và thêm 10g bột nở. Các bạn trộn đều hai hỗn hợp này lại với nhau nhé. Sau khi mà cái hỗn hợp bột mà mình đã trộn đều thì bắt đầu mình trộn cả cái hỗn hợp chuối mà mình vừa mới đánh nhé. Mình trộn đều và trộn từ từ, hạn chế trộn lâu quá bánh nó sẽ bị dai. Bây giờ mình quét bơ vào khuôn và lót một lớp giấy nến ở bên trong. Mình đổ hỗn hợp vào 2/3 khuôn nhé. Đặt hai miếng chuối tươi lên trên để trang trí. Bây giờ mình đem lên nướng ở nhiệt độ 190 độ trong 15 đến 20 phút nhé. Thành phẩm của mình đây các bạn nhé. Bánh chuối xốp mềm mà không bị cứng hay là ngấy. Vị ngọt rất là vừa miệng, không quá ngọt mà cũng không quá gắt. Cái mùi của chuối thơm nó dậy lên rất là hấp dẫn. Hy vọng qua cái sự chia sẻ của mình thì các bạn có thể làm thành công cái món bánh này nhé. Chúc các bạn thành công.